Cậu bé này đang ngơ ngác không biết đây là đâu, thì bị một con kiến cực độc bò lên cổ rồi cắn một nhát đau điếng người. Cậu phản xạ đập mạnh vào con kiến, nhưng thật kỳ lạ, con kiến vẫn bò lổm ngổm trên tay cậu mà không hề bị thương. Lúc này, chất độc trong con kiến bắt đầu xâm nhập vào cơ thể của Peo. Cậu bé bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đôi chân run rẩy không thể đứng vững rồi ngất lịm đi. Rất lâu sau đó Peo tỉnh lại, thì trời cũng tối. Peo trở về nhà, cơm cũng không buồn ăn, lập tức lăn ra giường đánh một giấc ngon lành. Tới nửa đêm bỗng thấy đói bụng, cậu bé tỉnh dậy, lục lọi và ăn sạch số bánh kẹo còn lại trong nhà. Sáng ngày hôm sau, cả căn phòng ngập trong vỏ bánh. Điều kỳ lạ hơn là lúc đang ăn sáng, hộp sữa bỗng nhiên dính chặt trên tay Peo, không tài nào đặt xuống được. Cậu bé thử đổi sang tay còn lại, kết quả hộp sữa vẫn dính chặt hơn keo 502. Lúc này Peo chỉ đành cầu cứu bố. Sau đó cậu bé với tay lấy cốc nước hoa quả, không thể tin được, chiếc cốc thủy tinh cũng vỡ tan trong tay cậu bé. Người bố đang đọc báo thấy vậy ngẩng đầu lên nhìn con trai đầy hoài nghi. Chính cậu bé cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Buổi sáng Peo đến trường, cậu mới chạm nhẹ mà khóa cửa đã gãy ra. Cảnh này bị Wickham bắt gặp. Tại phòng học thể chất, thầy Caston đang dạy môn chiến thuật. Ông ta cố tình chọn Peo cùng mình làm mẫu, vì cậu nhỏ bé nhất trong lớp. Như vậy Caston mới có cơ hội ra oai trước mặt đám học trò. Đầu tiên ông ta cầm lấy cây gậy, trong nháy mắt đã khiến Peo bắn xa 2 mét. Cậu bé vụt dậy, nhưng chỉ biết trơ mắt nhìn thầy Caston tấn công và đứng yên chịu đòn. Chỉ là làm mẫu, nhưng ông thầy cũng không nương tay, dùng mọi chiêu trò khiến cậu bé ngã lăn xuống đất, còn không ngừng nói lời mỉa mai. Này thằng nhóc, mày còn non và xanh lắm. Một lúc sau, người kiến mới thực sự phát huy sức mạnh của mình. Thầy Caston ức hiếp Peo, nhưng ông ta lại không biết một điều. Cậu bé từng bị kiến đột biến cắn, nên đã có nguồn sức mạnh của người kiến. Một tay cũng bẻ gãy được khóa cửa siêu chắc chắn. Nước tiểu của cậu có thể ăn mòn bồn cầu. Một nhát cắn thủng cuốn truyện tranh nghìn tập, thậm chí còn lật đổ được cả một chiếc xe hơi. Kịch hay giờ mới thực sự bắt đầu. Thầy Caston dùng mọi mánh khóe, dùng gậy lướt trên đầu cậu bé, nhưng lần này Peo đã né được. Ông ta lại nhắm xuống dưới ngáng chân cậu bé. Peo lại né đòn vô cùng thông minh. Chưa cam lòng, ông ta lại giơ gậy lên định giáng vào đầu cậu, nhưng rất nhanh đã bị cản lại. Caston nghiến răng dùng sức hạ gục Peo, nhưng cậu bé vẫn chống lại một cách nhẹ nhàng. Lúc này ông thầy ngơ người ra, chả lẽ đứa trẻ này có siêu năng lực sao? Thế rồi rất nhanh ông ta lợi dụng sơ hở ra tay đánh trộm, nhưng cũng thất bại thảm hại. Giờ mới tới lượt cậu bé phản công, mới một chiêu đã đẩy ông thầy bắn xa vài chục mét. Từ đó ông ta không dám bắt nạt cậu bé nữa. Lúc này Peo mới nhận thức được bản thân sở hữu siêu năng lực. Bí mật này đã bị cậu bé đeo kính tên Wickham nhìn thấu. Tan học xong, Wickham tìm gặp Peo và nói Peo chính là siêu anh hùng, nhưng Peo không hề thích điều này. Lúc này cậu bé vô tình cảm thấy luồng khí lạnh, liền quay đầu lại nhìn một người đàn ông vẻ mặt hung ác đang nhìn Peo chằm chằm, khiến cậu bé run sợ. Wickham nói với Peo, nếu trở thành siêu anh hùng sẽ được mọi người yêu kính nể. Nghe thấy vậy Peo cũng rất hứng thú, thì ra cậu bé chính là người đặc biệt trong bức ảnh chụp ảnh tập thể chỉ hở mỗi cái đầu. Sau khi suy nghĩ, Peo quyết định phối hợp với Wickham khám phá và phát huy hết sức mạnh của siêu năng lực. Wickham lên mạng tìm hiểu tài liệu, phát hiện ra loài kiến độc lại có siêu năng lực kinh ngạc, cặp răng sắc nhọn, một nhát có thể cắn rách cả cuốn sách. Với khứu giác nhạy bén, có thể ngửi ra tất cả mọi thứ ngay khi ở khoảng cách xa, hơn nữa còn sở hữu sức mạnh vô địch, nhẹ nhàng lật đổ chiếc xe hơi ven đường. Điều thần kỳ hơn cả chính là nước tiểu của Peo có thể ăn mòn mọi thứ. Dựa vào siêu năng lực này, Wickham đã đặc biệt chuẩn bị cho Peo bộ áo giáp chiến đấu và đặt tên cho cậu là Hiệp sĩ Kiến. Có lần trong bãi đỗ xe thành phố, Peo nhìn thấy một tên trộm, cậu cởi bỏ áo khoác, lộ ra bộ áo giáp chiến đấu, lao đến định thay trời hành đạo. Tên trộm thấy đứa trẻ danh mặt búng hơi sữa, liền cười nhạo và lớn tiếng đe dọa. Lần đầu tiên ra tay hiệp nghĩa, Peo không tránh khỏi nỗi sợ. Tên trộm tiến về phía cậu bé, khiến cậu bé run rẩy, lùi dần về phía sau, cuối cùng bị dồn đến chân tường. Thật bất ngờ, Peo đi trên tường như người nhện. Tên trộm thấy vậy liền sợ hãi, tìm cách tẩu thoát nhưng rất nhanh bị Peo chặn lại, trừng trị cho một trận nhớ đời. Hiệp sĩ Kiến cũng có một điểm yếu, đó là nếu thiếu đường sẽ không phát huy được siêu năng lực. Vì vậy, cậu bạn Wickham tốt bụng đã chuẩn bị sẵn túi đường dự phòng cho Peo. Từ đó Hiệp sĩ Kiến trở thành siêu anh hùng trong lòng mọi người vì đã tiêu diệt được nhiều kẻ xấu. Có lần cậu cứu sống đứa bé 1 tuổi trong đám cháy, truyền thông không ngừng đưa tin, ai cũng nóng lòng muốn biết Hiệp sĩ Kiến rốt cuộc là ai. Ngay cả cô bạn cùng lớp tên Amanda mà Peo thầm thích cũng vô cùng ngưỡng mộ hiệp sĩ lừng danh này. Một hôm Amanda đang ngồi trang điểm thì tên bọ chét từ đâu lẻn vào phòng. Amanda bị bộ dạng kinh tởm của hắn dọa cho chết khiếp. Nghe tiếng hét lớn phát ra từ trong căn phòng, cô em gái Ida từ phòng khách lao tới, tận mắt chứng kiến chị gái bị bọ chét bắt đi, chỉ còn lại sợi dây chuyền rơi trên đất. Ngày hôm sau Peo đến lớp như thường lệ,
bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu, thì ra là có người bị treo trên tầng thượng, sắp bị rơi xuống đất. Lúc này, Pèo biến thành người kiến, bỏ lên cao cứu người, nhưng cứu xong mới phát hiện ra đó là người giả, thì ra mọi chuyện là do Ida bày ra, vì muốn hiệp sĩ kiến xuất hiện ra tay cứu lấy chị gái cô. Ida cho Pèo xem một video tống tiền do bọ chét gửi đến, hắn yêu cầu nội trong 24 giờ giao ra 20 triệu đô, nếu không Amanda sẽ bị giết. Sau đó Pèo và Ida đến tìm Wickham bàn bạc kế hoạch cứu người, thật may sợi dây chuyền mà Amanda đánh rơi lại là manh mối giúp cô cứu mình. Pèo lợi dụng khứu giác nhạy bén của mình, thông qua mùi hương từ sợi dây, tìm đến một ngôi nhà hoang trong thành phố. Đây cũng chính là nơi Pèo bị kiến độc cắn. Lúc này, cậu nóng vội vào trong cứu người thương, nhưng cửa đã khóa chặt. Pèo lợi dụng nước tiểu của mình, cho ăn mòn ổ khóa và thuận lợi vào trong. Thì ra nơi đây là phòng thí nghiệm, nuôi rất nhiều loại côn trùng, còn Amanda thì bị nhốt trong lồng kính. Lúc Pèo đang định cứu cô bạn, thì bọ chét bỗng xuất hiện phía sau. Pèo bị dọa liền lùi về phía sau, và cũng bị nhốt lại trong lồng kính. Thì ra, bọ chét cũng là người biến dị. Trước đây ông ta vốn dĩ là một nhà sinh vật học, con kiến độc từng cắn Pèo cũng do hắn ta nghiên cứu ra. Hắn ta phát hiện ra trên cơ thể loài kiến này có huyết thanh Hercules kháng bệnh và trị vết thương thần kỳ, thậm chí còn giúp cải từ hoàn sinh. Hắn muốn sử dụng huyết thanh này để chữa khối u ác tính trên cơ thể mẹ mình. Sau khi dùng nó, bệnh tình người mẹ ngày một tốt lên. Nhưng trong giai đoạn trị liệu quan trọng thì công ty ESO Farm liền cắt giảm ngân sách, và lý do bọ chét bắt Amanda là vì bố của cô chính là giám đốc công ty ESO Farm. Khi không có ngân sách, việc nghiên cứu bị gián đoạn, và mẹ ruột của hắn cũng vì đó mà qua đời. Lúc đó, giám đốc nói với hắn, nghiên cứu này không hề đem lại giá trị, còn lớn tiếng nói hắn kinh tởm như loài bọ chét, và lập tức sa thải khỏi công ty. Từ đó thù hận ngày một lớn, hắn quyết chí báo thù, hắn ta muốn vị giám đốc phải nếm mùi đau khổ, biết rằng thứ mà giám đốc ghê tởm là bọ chét, nên đã cố tình biến thành loài côn trùng nhơ nhớp này. Từ đó hắn ngày đêm nghiên cứu gen của bọ chét, và thí nghiệm chúng trên chính cơ thể mình. Gen của loài côn trùng này không chỉ chữa khỏi bệnh viêm khớp, mà còn khiến sức lực của hắn tăng lên gấp bội, nhưng mỗi ngày hắn đều phải hút máu người mới có thể duy trì sức mạnh. Điều khiến Pèo ngạc nhiên đó là, quái vật bọ chét biết rất rõ về nguyên nhân cậu biến thành hiệp sĩ kiến, thậm chí còn nói ra thân phận thật của cậu, và không ngừng dùng lời lẽ chạm đến nỗi đau của Pèo. Hắn ta nói người mà Amanda thích là hiệp sĩ kiến, chứ không phải cậu bé Pèo yếu đuối. Còn nói Wickham làm bạn với Pèo chỉ vì ngưỡng mộ siêu năng lực mà thôi. Nếu không có siêu năng lực này, thì Pèo sẽ chẳng có người bạn nào cả. Chiến thuật đánh vào tâm lý của quái vật đã có tác dụng, khiến Pèo nghi ngờ bản thân. Lúc này cảnh sát đã ập tới, tiếng súng vừa nổ lên thì quái vật đã biến mất. Thất bại lần này như cú sút đầu đời đối với Pèo. Cậu bé quyết định sẽ không làm hiệp sĩ kiến nữa. Tuy nhiên, bọ chét vẫn không tha cho cậu. Hắn tấn công vào trường học, Pèo cùng bạn học rủ nhau đi trốn. Còn Wickham lấy ra hai bình xịt côn trùng, đội mũ người kiến và ra tay chống lại quái vật. Nhưng Wickham đâu phải là đối thủ của bọ chét, ngược lại còn bị hắn bắt làm con tin. Trong tích tắc, quái vật cùng Wickham đã biến mất khỏi đây. Không chịu được cảnh cậu bạn thân bị bắt đi, Pèo quyết định biến thành người kiến, dùng răng nanh sắc nhọn phá khóa xe đạp, dùng khứu giác nhạy bén tìm kiếm Wickham, cuối cùng cũng tìm ra cậu bạn bị trói trong rừng. Pèo dùng tay xé sợi dây giải cứu Wickham, quái vật bọ chét ẩn nấp lúc này mới xuất hiện từ phía sau, một cú đấm khiến Pèo bay xa 108.000 dặm. Xem ra không thể coi thường sức mạnh của con quái vật này được. Pèo cố tình gây sự chú ý của bọ chét, còn Wickham nhân cơ hội rút ống dẫn máu phía sau hắn. Sau khi Pèo ăn một thanh Socala, hai bên bắt đầu trận chiến. Lúc này bọ chét khát máu nên đã mất hết sức lực, vì thế đã bị hiệp sĩ kiến đánh bại thảm hại. Một chân hắn đau điếng nhưng vẫn cố chấp lết đến chỗ Pèo khiêu chiến. Pèo nhấc bổng bọ chét lên cao một cách dễ dàng. Hiệp sĩ kiến có thể nâng vật nặng gấp 50 lần trọng lượng cơ thể mình. Bọ chét chính thức bại trong tay Pèo. Từ đó trở đi, Pèo cùng với cậu bạn Wickham luôn luôn phối hợp ăn ý với nhau, hành hiệp trượng nghĩa. Còn cô gái cậu thích lúc đầu khi biết thân phận thật của cậu, cũng đã không ngừng rụng trứng, say mê cậu như là điếu đổ. Bộ phim tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Yêu các bạn nhiều ạ.